kìa con bướm vàng xòe đôi cánh tung cánh bay năm ba vòng. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Bác Tô, mình là Bác Tô đây. Và ngày hôm nay thì mình đang có trong cái đội hình mình là hai con Mỹ Hạnh. Đó thì ém hàng gì có ém được đâu. Đến hôm nay thì mình bắt đầu review nó. Tuy là đã khá là trễ rồi và game này chủ yếu bây giờ là chờ update mới để mình quay. Nhưng mà trong lúc mình không có gì để quay thì mình phải quay nó thôi anh em à. Mặc dù là biết á, là anh em đã biết về nó hết rồi, nhưng mà mình review lại thì vẫn mong là anh em ủng hộ á. Với lại là mình thì mình không có kinh nghiệm review cái game này, cho nên là anh em có thể commenter những cái ý kiến của anh em dưới để nói cho mình là cái game này anh nên review và cái so sánh những cái gì rồi chỉ ra rõ để mình review ha anh em, cho nó chính xác hơn ha. Rồi thì hiện tại mình đang có nhấp lộn hết rồi. Đây mình đang có mấy con Mỹ Hạnh này rất là nhiều nè. Hôm qua thì mình treo quay con Đô Flamingo á, mà nó không ra, mà ra được mấy con Mỹ Hạnh này. Thì trong đội hình mình hiện tại xếp về Dam á, thì đương nhiên là con Mỹ Hạnh này Dam nó sẽ to hơn Piccolo này nè. Với lại là con Sniper này hiện tại thì mình đang muốn bỏ nó ra, nhưng mà chưa có những con nào đam to hơn. Thì chắc là mình sẽ cộng thêm một con Mỹ Hạnh lên 98 nữa để cho nó vứt bớt một con Sniper ra ha. Rồi để khoan, mình có thể so sánh đam. Để coi là cái con Sniper trong đây á, là level 1. Con Sniper này á, mà đây 65, vậy là đam nhỏ hơn Mỹ Hạnh rồi anh em. Thì con Mỹ Hạnh á, level 1 đó là 72. Vậy thì mình cộng con Mỹ Hạnh lên á. Cộng thêm cho có một con Mỹ Hạnh vô trong đội hình, lựa con nào coi, con nào sẽ làm con đưa vào trong đội hình mình đây. Rồi mình sẽ cộng con này ha, coi có bỏ con nào không. Con Sniper này đẹp, thực sự con Sniper này đẹp, mình rất là muốn giữ lại nó. Đây nè anh em thấy không, cái aura mà UWU này á, thì hầu như hình như là trong Roblox mình còn thấy nó còn không có nữa mà đúng không. Nói chung là rất là đẹp, để hôm nào mình làm một clip review về nó riêng, có thể là mình để dành nó. Mình sẽ cố gắng mình để dành nó. Ý hình như là mình sẽ lock, mình phải lock nó lại được. Mình lock nó lại để không là mốt mình đem mình ấy rồi sao đúng không? Cần cái con nào mình cần giữ mình lock lại. Rồi. Qua đây. Được rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra lại có đúng chưa. Rồi, yeah, bây giờ mình sẽ cộng con Mỹ Hạnh của mình lên ha. Con Mỹ Hạnh nào nãy mình chọn đâu, con Mỹ Hạnh 31 này. Mình sẽ cộng lên đây coi được cấp mấy, cấp 92, cố gắng mình cộng lên 98. Bây giờ mình sẽ lại đây mình quay nữa. Thì sẵn trong lúc này mình quay mấy con này á, thì để mình sẽ có gì á trendy mà quay ra con tướng chữ đen á, thì mình sẽ spoil luôn nha anh em. Thì mình quay nãy giờ full lock luôn rồi, anh em nhìn rồi. Mình quay tới 7k9 rồi, 7k9 rồi mà gần 10k rồi mà vẫn chưa ra con gì hết.
Mà nãy giờ quay còn không ra legend luôn nha anh em. Nhìn coi nè, coi người ta có game pass nè anh em thấy chưa. Đó, có cái game pass xịn cái là nó khác biệt, trong khi là mình cũng có game pass may mắn rồi, mà nó chỉ khác cái là này 1999 Robert mình không mua, cái là quay hoài không ra mấy con gì xịn luôn. Thôi được rồi thì kệ nó. Bây giờ mình sẽ ra mình cộng cái con trendy của mình lên. Ồ lộn, cộng con mỹ hạnh của mình lên á. Đó rồi, con mỹ hạnh lúc nãy là 92, mình sẽ cho ăn mấy con kia thêm. Thiệt đó, đúng không ra một con nào màu cam luôn. Đây coi, xong này lên tới 95, trời ơi nó không 98 nổi luôn hết trời, mắc dữ vậy. Thôi được rồi thì lỡ như thế này mình sẽ coi, mình quay thêm luôn đi anh em, quay thêm cái con mỹ hạnh này. Bây giờ là đâu à, 95, 22 dam, vậy là hơn cái con sniper rồi. Giờ mình bỏ con sniper ra được, mình có ba con mỹ hạnh, coi như là cũng đạt được mục tiêu là đưa nó vào trong đội hình rồi ha anh em. Mình vẫn còn tiền, mình sẽ thôi mà tốn thời gian quá, bây giờ mình đang làm cái clip này. Rồi thì bây giờ nè, mình sẽ ra ngoài, mình sẽ cho anh em xem, mà đánh mấy con boss ở đây thì không xài chiêu được. Mình sẽ bỏ hết những con kia ra để cho anh em thấy là chiêu của con mỹ hạnh đi ha. Đây, bỏ hết mấy con kia ra đi để cho anh em dễ nhìn thấy chiêu của mỹ hạnh. Mà nói chứ mấy cái này thì anh em cũng biết hết rồi. Tôi làm lại là tôi làm vậy tôi không biết là sao đây. Thì những phát đánh thường thì mình thấy là mỗi phát đánh được 2k mấy. Có con đánh được 4k đúng không? Có con đánh 2k mấy là những cái con mà nó đánh mấy m rồi anh em, 2m6 với lại 4m3. Và những phát lít thì được 800 mấy k đam. Và mỹ hạnh mình này, đây, nó chiêu đánh thì nó cái chỗ này nhìn không bay xa được. Đây, bắt đầu chờ khi nào nó chém xong thì mình mới xem được. Coi cái chiêu nó lại nè. Đó, cái nó phải làm được cái đường mà lớn lớn như lốc rút á thì nó mới ngon ha. Trong đây thì làm cái chiêu của mỹ hạnh thì không thực sự hoành tráng nè. Anh em thấy không? Nó rất là nhỏ. Rồi, bây giờ mình xem coi. Chừng nào có Cindy mỹ hạnh biết đâu mới khác. Bây giờ mình sẽ đếm nè. Bây giờ bắt đầu đánh nè. Một phát nè. 2 phát, 3 phát, 4 phát, 5 phát. Vậy là đến, gọi là đến cái lần thứ 6 á, là bắt đầu nó mới sử dụng chiêu thức. Thì cái chiêu của mỹ hạnh á, thì bây giờ mình quan sát coi là mỗi lần xài chiêu thì DPS nó lên hai mấy, ba mấy ngàn. Thì tính ra thì con mỹ hạnh thì nó chiêu nó đam nó cũng to đúng không anh em. Nhưng mà có điều á, thì chiêu mỹ hạnh thực sự mình nhìn nó cũng không có đã. Ê, mình mới thấy là nó chém chiêu được 20m đam nè. Bây giờ mình nhìn lại coi, nhìn kỹ anh em. Tại mình chơi trong game á, mình sẽ nhìn không thấy rõ đâu. 20m đam hơn á. Để coi mình sẽ nhìn từ hướng khác, lại biết đâu là cái con khác nó mỗi con. Mình có một con 95 đây nè. Cái nổi trội là 20m 20m đam cho một con 98. Thì cái chiêu mỹ hạnh anh em thấy không, đã đánh ra thì nó không được ngon rồi. Mà cái chiêu đánh lên nó cũng không được sự kích thích. Mình thích mấy con nào đánh mà chiêu nó phải lên nhiều con số lên, nhìn lúc đó mới đã. Nhưng mà được cái thì con mỹ hạnh thì mình nhìn vô mình sẽ biết là nó đánh được bao nhiêu đam. Đó. Rồi thì đây mình sẽ đánh cái con này thì nãy giờ không được tiền. Mình thông thường á thì mình chỉ thích mình đi trial đúng không? Đi trial á thì mình mới để cho nó nhanh có tiền thôi. Còn đi đánh mấy con này thì biết bao giờ có tiền. Mình nhớ là không có x2 tiền nha. Gọi là không có cái x2 khi mà đi ải ra. Thì một con này được có 2 tỷ mấy hay gì á. Trong khi là đi ải một con mà hai mấy tỷ này, hai người đánh ra mà còn được gần cả chục tỷ một con. Thì nó quá ngon rồi đúng không? Bởi vậy nên là mình thường mình chỉ đi ải thôi chứ. Đi cài tiền mà cài ở ngoài đây đúng là biến chết luôn á. Ai mà rảnh đâu mà ngồi mà canh. Kiếm tìm một con nào mà nó thấp máu tí. Thì trong đây bây giờ mình cũng không có cái con nào mà mạnh mẽ để mình là đánh hết rồi anh em. Gọi là lộn, không có cái ải để mình đi. Hiện tại mới 6 giờ 13 còn lâu lắm mới tới giờ đi ải. Ôi, à quên, chiêu của con Ego gì quên à. Ego gì đó nhìn cũng hoành tráng phết nha. Đó, làm cái thành mấy cục băng màu đỏ. Còn đây thì nhìn chiêu của mấy con này, mấy con sniper đồ các kiểu mà. Rồi. Từ nhìn tưởng đâu tấn nó vô rồi chứ. Đây mình sẽ đi về cái map sa mạc coi. Map sa mạc coi là mấy con Robert ở đây như thế nào mình coi thôi chứ không có quay đâu anh em. Đây là con gì ta? Đây con gì? Nhưng mình chỉ biết đây là duy nhất là con này con râu trắng à.
này chắc nhìn giống như thằng Rengoku này, chắc là xanh tóc đỏ, nhìn đầu tóc bù xù ha, này đầu cắt môi nè đó. Rồi mình sẽ đi tìm lên đây, mình đánh râu trắng ha, mình thử cái thử sức giữa tứ hạt râu trắng kiếm sĩ mạnh nhất mắt diều hâu. Quên đe đi cái dáng lên cho nhanh, nãy giờ còn rề còn mò đây nè. Đây mình sẽ đánh trời, nhấp vô cái chết rồi, tứ hạt cái gì mà tứ hạt, thôi nghỉ luôn đi. Bây giờ mình vượt trội sức mạnh quá mức rồi. Rồi thì đội hình mình bây giờ để coi, nhưng mà đầy đủ cái đội hình bây giờ mình đánh coi là DPS được bao nhiêu, chắc là gần 60k ha. Lát mình sẽ quay thêm rồi mình cộng mấy con kia vô. Chắc là giờ bị review thì nó review thêm đam cái hiệu ứng âm thanh của chiêu thức anh em. Thì mình sẽ lại đằng kia mình review hiệu ứng âm thanh đi. Đánh con tỷ mấy rồi, đánh con kia lâu quá. Em mình sẽ gật tiếng game lớn hơn. Đó cho anh em nghe coi lão ha. Con mắt diều hâu đánh rào so với con khác nè, như Piccolo nè. Piccolo thì lâu ra chiêu hơn. Mà đam của Piccolo thì như thế nào, để hôm nào mình sẽ có một cái so sánh. Ôi sao Mỹ Hạnh không có hiệu ứng âm thanh gì hết vậy? Trời ơi, gọi là đúng là làm Mỹ Hạnh đúng cùi luôn anh em. Coi người ta nè, chiêu đẹp mà còn ít ra thì con chiêu như Piccolo thì chiêu nó cũng bình thường đi, con tương đối đi, mà còn có hiệu ứng âm thanh. Này là kỳ thị Mỹ Hạt rồi, ổ Mỹ Hạnh rồi anh em. Rồi được rồi thì đánh một nãy giờ á, nãy giờ thì anh em sẽ thắc mắc là con Mỹ Hạnh có đáng hay không. Thì mình cảm thấy là trong cái game này như thế này nè, những con mà dạng mà quý hiếm á, là theo huyền thoại á, thì của mỗi map á, thì nó sẽ đi tăng sức mạnh lên dần. Đấy, chẳng hạn như là bên đây nè, anh em thấy không, Mỹ Hạnh là đam 72, cho nên là anh em hỏi mình là con Mỹ Hạnh này đáng sở hữu hay không. Thì mình thấy là hiện tại nếu như mà anh em không có nhiều tiền á, thì đi treo những cái con mà chỗ nào quay nó rẻ rẻ tiền á, thì nó là thật sự đáng sở hữu. Đó, chứ nói chung là Mỹ Hạnh là đủ mạnh rồi á, gọi là trung bình rồi á. Mình hiện tại mình cũng sử dụng Mỹ Hạnh thôi, nhưng mà sau này thì chắc là có những con mạnh mẽ thì mình hỗ cộng nữa. Mỹ Hạnh mình thấy cộng lên 98 hoặc 100 là vừa rồi, cũng không cộng lên cấp cao nữa đâu. Rồi sau này thì mình có những con mà quý hiếm đó thì mình sẽ cộng lên, rồi từ từ mình sẽ bỏ bớt mà thôi. Chứ hiện tại chắc là mình vẫn phát triển một cái đội hình Mỹ Hạnh. Với lại con Mỹ Hạnh anh em thấy không, mỗi lần chiêu để chém một phát là 20m đam, mà nó cũng nhanh ra chiêu hơn những con khác nữa không. Như con ôi cái con Ekugo này nó cũng nhanh ra chiêu, nhưng mà nó gồng chiêu lâu quá, thành ra là sau nó gồng chiêu xong thì Mỹ Hạnh bây giờ ra chiêu rồi. Và chiêu con Mỹ Hạnh đúng là sử dụng không rườm rà, gọi là nhanh lẹ và hiệu quả. Chỉ có cái là hiệu ứng cùi bắp mà thôi. Nhưng mà anh em nào muốn mạnh thì sẽ cứ quay Mỹ Hạnh sở hữu đi. Như kể cả con Piccolo đây nè, yếu hơn mà chiêu nó cũng rườm rà. Đó. Thì từ từ mình sẽ có hết những con mà bảy màu bên những game khác á, những cái map khác á, thì mình mới nói được chi tiết. Cái bây giờ mình không có thì mình cũng không so sánh là nó gọi là so với những con kia như thế nào đâu ha. Rồi thì có lẽ là video này mình sẽ kết thúc tại đây. Các bạn sẽ cảm thấy sao về video này hãy để lại bình luận bên dưới, và mọi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai. Xin cảm ơn, gặp lại, bye bye anh em nha.